Thật sự là bây giờ chị không biết ông Tân nhà chị cũng bị cái gì luôn. Trời ơi, chị đi làm nguyên một ngày về mệt ơi là mệt, mà gặp ổng như vậy nữa. Trời, tao như muốn bị stress thêm luôn. Dạ, em nghe anh ơi. Em đã nhận được tiền chưa? Dạ, em vừa nhận được rồi anh. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Cái clip John của chúng ta hôm qua đó, view cao quá trời luôn em. Dạ, dạ nhưng mà... Tân nè, còn hai kịch bản nữa, ráng làm cho xong nha. Rồi chúng ta sẽ ký hợp đồng. Hiện tại John người thân á, đang là hot trend đó. Bên anh tin tưởng em lắm. Dạ, em biết rồi anh. Chút nữa bên anh sẽ gửi kịch bản thứ hai, em xem rồi tiến hành nha. Thời buổi bây giờ kiếm tiền rất là khó khăn. Em thử hỏi đi, nếu em đem một đống tiền về, vợ em sẽ vui như thế nào? Cố gắng lên nha. Dạ, nhưng mà anh ơi, đừng uống rượu nữa nha anh. Ok, không có uống rượu nữa đâu, yên tâm nha. Dạ, dạ, dạ em chào anh. Dạ. Mà mấy hôm nay sao anh thấy em cứ mệt mỏi, bần thần sao á? Bộ em có chuyện gì không vui hả? Dạ, không ạ. Em không sao. Nếu như mà em thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thì cứ nói anh. Dạ thôi ạ. Em mà nghỉ thì em sẽ nhớ khán thính giả của mình lắm. Thôi em ăn đi. Nè, chiều nay anh vẫn đưa em về đó nha. Chốt.